Chào mọi người, mình là Linh, chuyên viên tư vấn sức khỏe của công ty cổ phần Netfoco. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn cái cách mà phân biệt hàng giả và hàng thật khi mua sản phẩm Aferin. Để mà phân biệt cái được cái hàng thật và hàng giả khi mua sản phẩm Aferin á, thì các bạn sẽ tải cái phần mềm iCheck về điện thoại của mình. Và sau khi mà các bạn đã tải được cái phần mềm iCheck về điện thoại của mình á, các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên và các bạn vào phần quét mã đó, thì khi mà mở lên đó thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện là cái không gian chữ nhật. Thì các bạn chỉ cần để cái mã vạch của sản phẩm Aferin vào bên dưới phía dưới của màn hình điện thoại đó. Thì các khi để như vậy thì cái sản phẩm Aferin khi mà mua hàng chính hãng thì nó sẽ hiện ra đầy đủ các thông tin như là tên sản phẩm này, tên của công ty này, và các thông tin về sản phẩm Aferin thì nó sẽ có đầy đủ, nó sẽ hiện lên cái khung màn hình điện thoại. Khi mà các bạn đã tải được cái phần mềm iCheck về điện thoại của mình thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Mình mở vào ứng dụng này thì nó mình vào phần quét mã đó thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện là cái khung hình chữ nhật như thế này. Và các bạn đưa cái mã vạch của sản phẩm Aferin vào. Như thế này thì trên cái màn hình điện thoại đó thì nó sẽ hiện ra là hình ảnh của sản phẩm này. Tên sản phẩm là thảo dược cao huyết áp Aferin, giá tiền là 560.000 và có giấy chứng chỉ của Bộ Y tế. Và phía dưới là cái địa chỉ của công ty, nó rất là rõ ràng, thì các bạn là yên tâm là mình đã mua được cái sản phẩm chính hãng từ phía công ty rồi. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn phân biệt được hàng giả và hàng thật khi mua sản phẩm Aferin. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần tiếp theo.